Mỹ không kích lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Syria. Hội nghị của các nước Ả Rập và hồi giáo đi vào bế tắc trong vấn đề Israel và Hamas. Người biểu tình kéo đến nhà tổng thống Biden để phản đối xung đột Gaza. Đức sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Cựu lãnh đạo NATO đề nghị kết nạp Ukraine mà không cần lãnh thổ bị mất. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi Toàn cảnh Thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua, Mỹ đã thực hiện hai cuộc không kích vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Syria để trả đũa các cuộc tấn công mới đây của các nhóm này nhằm vào quân đội Mỹ ở khu vực. Đây là một trong các động thái mới nhất của Washington để đáp trả một loạt hành động tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq. Một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa qua tiết lộ, Lầu Năm Góc đã thực hiện hai cuộc không kích nhằm vào các nhóm liên kết với Iran tại lãnh thổ Syria. Quan chức này cho biết, một trong những mục tiêu là kho vũ khí, mục tiêu còn lại là cơ sở chỉ huy và điều hành, có khả năng là một sở chỉ huy hoặc một cơ sở đồn trú khác. Hai cuộc tấn công diễn ra trong vòng vài giờ qua và lực lượng Mỹ đang tiến hành đánh giá để xác định mức độ thương vong của các thành viên lực lượng dân quân có liên kết với Iran. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin các cuộc tấn công do quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào một trại do dân quân Iran điều hành ở khu vực phía tây Anbukaman, thuộc tỉnh al Anzo. Cuộc tấn công còn lại diễn ra gần một cây cầu gần thành phố Mayaden, gần biên giới Iraq và được cho là thành trì của nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn. Trước đó, Mỹ đã không kích hai cơ sở được sử dụng bởi Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở miền đông Syria động thái này nhằm trả đũa các cuộc tấn công nhằm tới quân đội Mỹ ở khu vực. Thời điểm đó, theo thông tin từ Lầu Năm Góc, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho quân đội Mỹ không kích một cơ sở tàng trữ vũ khí và một khu vực tàng trữ đạn dược sử dụng bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm liên quan ở miền đông Syria, gần biên giới với Iraq. Mỹ trước đó đã triển khai 900 binh sĩ tới Trung Đông cùng với hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot nhằm tăng cường bảo vệ các lực lượng Mỹ trong khu vực, đồng thời gian đe các lực lượng tìm cách mở rộng cuộc xung đột Israel-Hamas. Thưa quý vị, mặc dù lên án hành động của lực lượng Israel ở dài Gaza, song các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo lại không thể thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị nhằm vào nước này hội nghị thượng đỉnh chung giữa các quốc gia ả rập và hồi giáo diễn ra ở thủ đô riyadh của ả rập xê út kết quả của hội nghị cho thấy sự chia rẽ giữa các nước trong khu vực về cách ứng phó với xung đột giữa lực lượng hamas và israel tuyên bố cuối cùng tại hội nghị đã bác bỏ lập luận của israel về những hành động của nước này ở giải gaza chỉ là để tự vệ đồng thời kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức ở giải gaza tuyên bố cũng kêu gọi chấm dứt việc bán vũ khí cho israel và bác bỏ bất kỳ giải pháp chính trị nào trong tương lai đối với xung đột nhằm giữ gaza tách biệt khỏi khu vực bờ tây các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết mang tính giam buộc và quyết định để ngăn chặn hành động của Israel. Phát biểu tại hội nghị, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman nhấn mạnh, chúng ta sẽ phải nói gì về tương lai khi Gaza bị phá hủy. Mỗi giờ có hàng chục người chết, tương lai duy nhất mà chúng ta có thể nói đến và đây cũng là lập trường thống nhất của người Ả Rập và các nước Hồi giáo, đó là hãy ngừng bắn ngay lập tức đồng quan điểm tổng thống ai cập abdel fattah el sisi cũng đã yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức vô điều kiện và bền vững ở giải gaza cũng như chấm dứt chính sách cưỡng bức di rời người palestine đến bất kỳ địa điểm nào trong hoặc ngoài vùng đất của họ đây cũng là tiếng nói chung của các nhà lãnh đạo ả rập và hồi giáo mặc dù lên án hành động của lực lượng israel tại hội nghị song các bên lại không thể thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị nhằm vào quốc gia này có không ít quốc gia bao gồm algeria liban iran đã đề xuất phản ứng bằng các biện pháp như đe dọa làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu cho israel và các đồng minh cũng như cắt đứt quan hệ kinh tế và ngoại giao mà một số quốc gia thuộc liên đoàn ả rập có với israel phát biểu tại hội nghị tổng thống iran embrahim raisi nhấn mạnh các nước hồi giáo cần cắt đứt bất cứ hình thức quan hệ chính trị và kinh tế với israel trong bối cảnh hiện nay việc tẩy chay thương mại đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng cần được ưu tiên chúng ta cũng nên ủng hộ các phong trào quốc gia tẩy chay hàng hóa israel Tuy nhiên, các đề xuất này đã bị những quốc gia đã bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm 2020 như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain bác bỏ. Hội nghị thượng đỉnh chung giữa các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo ban đầu được dự định là hai hội nghị, trong đó có một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên đoàn Ả Rập và Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Tuy nhiên, do không thống nhất được lập trường chung về xung đột tại giải Gaza nên đã được xác nhập thành một diễn biến trên tại hội nghị cho thấy sự chia rẽ giữa các nước trong khu vực về cách ứng phó với xung đột giữa lực lượng hamas và israel trong bối cảnh xung đột tại gaza vẫn diễn biến phức tạp israel đến nay vẫn từ chối những lời kêu gọi đình chiến dù đã đồng ý ngừng bắn vài giờ mỗi ngày để tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ vào gaza cũng như để người dân sơ tán Trước đó, với sức ép của dư luận quốc tế và rất nhiều nỗ lực thì Israel đã nhất trí về một lệnh ngừng bán nhân đạo tạm thời tại giải Gaza. Dù được đánh giá là còn nhiều hạn chế, song quyết định này được xem là mang tính đột phá nhằm đưa hàng viện trợ tới những người dân đang bị phong tỏa và vây hãm giữa hai làn đạn. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Israel đã bắt đầu tạm ngừng bán 4 tiếng mỗi ngày ở phía Bắc Gaza để cho phép người dân thoát khỏi chiến sự, đồng thời giúp vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo. Việc tạm dừng sẽ được báo trước 3 tiếng, Cùng với đó, Israel cũng đang mở ra hai hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán khỏi các khu vực hiện đang là trọng tâm của chiến dịch quân sự chống lại Hamas. Các cuộc đàm phán căng thẳng và khó khăn vẫn tiếp tục diễn ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc đang làm tê liệt cơ quan ra quyết định quyền lực nhất thế giới khi sự tuyệt vọng chút xuống Gaza. Kênh Al Jazeera được biết rằng Đại sứ Manta tại Liên Hợp Quốc Vanessa Frazier đã đệ trình một nghị quyết mới lên các thành viên Hội đồng Bảo an để xem xét và bỏ phiếu, với hy vọng cuối cùng một nghị quyết về cuộc xung đột ở Gaza sẽ được thông qua sau những nỗ lực thất bại hàng loạt trong hơn một tháng qua. Manta là một trong 10 thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an và là nước chủ trì vấn đề trẻ em trong xung đột vũ trang kể từ năm 2022. Vị trí này mang lại cho Manta cơ hội đóng vai trò dẫn đầu trong các nỗ lực của Hội đồng Bảo an nhằm bảo vệ trẻ em trong các khu vực xung đột. Các nguồn tin ngoại giao nói với Al Jazeera rằng nghị quyết mới nói trên được soạn thảo với trọng tâm là trẻ em, với hy vọng rằng toàn bộ 15 thành viên Hội đồng Bảo an có thể đi đến nhất trí về các biện pháp bảo vệ trẻ em trong cuộc xung đột đang diễn ra. Có một hy vọng mới rằng Hội đồng Bảo an cuối cùng sẽ phản ứng với cuộc xung đột ở Gaza, không chỉ vì đã có những nỗ lực mới nhằm tìm kiếm ngôn ngữ thỏa hiệp sẽ thu hút tất cả các thành viên, bao gồm cả Mỹ, mà còn bởi vì đã có sự thay đổi trong quan điểm, lập trường của chính nước Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã lần đầu tiên kêu gọi Israel tạm dừng bắn nhân đạo vào ngày 2 tháng 11. Giới chức Mỹ cho biết họ đang tích cực tham gia với các thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an gồm Albania, Brazil, Ecuador, Gabon, Ghana, Nhật Bản, Manta, Mozambique, Thụy Sĩ và UAE. Điều này rất quan trọng vì quyền phủ quyết của Mỹ là một trong những lý do khiến một số nghị quyết trước đây của hội đồng thất bại kể từ khi bạo lực nổ ra vào ngày 7 tháng 10 tuy nhiên như mọi khi trong hội đồng bảo an vẫn có nhiều tranh cãi về ngôn ngữ chính xác của nghị quyết nga và trung quốc đã phủ quyết một nghị quyết của mỹ kêu gọi tạm dừng nhân đạo một cụm từ cho thấy nghị quyết này sẽ có điều kiện và giới hạn thời gian hầu hết những nước còn lại trong hội đồng muốn nghị quyết có thêm từ ngừng bắn việc lựa chọn một từ duy nhất trong nghị quyết tạm dừng hoặc ngừng bắn đã đồng nghĩa với sự bế tắc trong cơ quan quyền lực hàng đầu của liên hợp quốc được trao quyền duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Với nghị quyết của Manta, một câu hỏi quan trọng có thể được đưa ra tranh luận là thời gian tạm dừng giao tranh. Các nhóm nhân đạo và thậm chí cả Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói rằng thời gian tạm dừng kéo dài 4 giờ trên ngày mà Israel đã đồng ý hiện không đủ để giảm bớt đau khổ nhân đạo một cách có nghĩa. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu Mỹ có đồng ý tạm dừng kéo dài vài ngày hay không. Các dự thảo nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn ở Gaza đã thất bại. Hai nghị quyết do Nga soạn thảo không nhận được đủ phiếu bầu, trong đó Mỹ nằm trong số các quốc gia bỏ phiếu chống. Mặc dù nghị quyết do Brazil đề xuất nhận được 12 phiếu ủng hộ trong số 15 quốc gia thành viên, nhưng Mỹ vẫn phủ quyết dự thảo này. Và Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nghị quyết do Mỹ soạn thảo. Mặc dù 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ, có quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào, nhưng trường hợp này vẫn khá hiếm. Mỹ và Nga là hai quốc gia sử dụng quyền phủ quyết nhiều nhất trong thời gian qua. Trong những năm gần đây, Mỹ chủ yếu sử dụng quyền phủ quyết để bảo vệ đồng minh Israel. Liên Hợp Quốc trước đây đã có hành động trừng phạt các quốc gia vi phạm, tuy nhiên trong những năm gần đây đã có sự phản đối từ các thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc, những nước không mặn mà với việc Hội đồng Bảo an thông qua các biện pháp trừng phạt mới. Theo Hiến trương Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an có thể tiến xa hơn nữa và ra lệnh ủy quyền cho một lực lượng quốc tế. Ví dụ đáng chú ý về điều này là vào năm 1991, khi một liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu được thành lập để trừng phạt cuộc xâm lược Coet của nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein. Vấn đề nằm ở bất kỳ giải pháp tiềm năng tiếp theo nào. Hầu như không có khả năng chính quyền Tổng thống Biden sẽ ủng hộ một nghị quyết trừng phạt có hành động mạnh mẽ chống lại Israel. Hiện tại, chính quyền Mỹ đang có những nỗ lực nhằm thuyết phục Israel hạn chế các hoạt động quân sự và ngừng gây tổn hại dân thường, nhưng điều đó không hiệu quả. Israel dường như không hề quan tâm đến trách nhiệm giải trình theo luật pháp quốc tế. Hơn nữa, Israel và Mỹ không phải là các bên ký kết Quy chế Rome thành lập Tòa án hình sự quốc tế ICC. Nhưng ngay cả khi ICC hành động, không đời nào thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại tự nguyện ra trình diện tòa án ở La Hay. Điều đó tương tự như không có chuyện tổng thống Nga Vladimir Putin ra trình diện trước các thẩm phán ICC khi ICC ban hành lệnh bắt sự ông vào tháng 3. Mới đây, người phát ngôn của tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabin Abu Rudeine, đã đưa ra tuyên bố bác bỏ nỗ lực của Israel nhằm tách Gaza khỏi bờ Tây, cho rằng những nỗ lực này sẽ không mang lại an ninh và ổn định cho bất kỳ ai cụ thể abu rudene nhấn mạnh gaza là một phần không thể tách rời của lãnh thổ palestine thuộc thẩm quyền quản lý của tổ chức giải phóng palestine plo theo ông nỗ lực của israel nhằm tách gaza khỏi bờ tây sẽ thất bại và sẽ không được phép bất kể áp lực hay mối đe dọa nào bên cạnh đó người phát ngôn của tổng thống abbas cũng hối thúc israel ngừng thách thức đối với người palestine ở gaza và bờ tây đồng thời kêu gọi mỹ hành động ngay lập tức để ngăn chặn cuộc xung đột ở vùng lãnh thổ này Ngoài ra, ông Abu Rudeine còn nhấn mạnh an ninh và ổn định trong khu vực và thế giới sẽ chỉ đạt được bằng cách chấm dứt ách chiếm đóng của Israel và thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967. Ngoài ra, Tổng thư ký Ủy ban điều hành PLO, Hussein Anseef đã chỉ trích tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với Gaza sau khi cuộc xung đột hiện nay kết thúc trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng những cuộc tấn công của phong trào Hamas nhằm vào Israel không thể biện hộ cho chính sách trừng phạt tập thể của Israel đối với người Palestine. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN, Tổng thư ký Guterres cho rằng không thể lấy những hành động mà lực lượng Hamas đã thực hiện làm lý do để trừng phạt tập thể đối với nhân dân Palestine. Bên cạnh đó, ông Guterres cho biết đã có 101 nhân viên Liên hợp quốc thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Fahal mới đây nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các cơ chế hiệu quả nhằm ngăn chặn các hoạt động quân sự tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine và tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường. Tuyên bố này được Hoàng tử Faisal bin Fahal đưa ra trong cuộc điện đàm với đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU, ông Joseph Borrell. Hai quan chức đã thảo luận về những diễn biến mới tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine trong đó ông Faisal bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở giải Gaza. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế trong vai trò ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel buộc người Palestine phải di rời khỏi giải Gaza, vi phạm luật nhân đạo và các chuẩn mực quốc tế. Chuyến bay thứ tư chở hàng cứu trợ của Ả Rập Xê Út dành cho giải Gaza đã tới sân bay quốc tế En Aris của Ai Cập. Chiếc máy bay này chở 35 tấn hàng cứu trợ khác nhau, bao gồm lương thực và lều trú ẩn. Hoạt động này nằm trong chiến dịch gây quỹ nhằm giúp đỡ người dân Palestine ở giải Gaza do quốc vương Ả Rập Xê Út Salman và thái tử kiêm thủ tướng Mohammed bin Saman khởi xướng. Theo truyền thông của Ả Rập Xê Út, lô hàng viện trợ này thể hiện lập trường của Ả Rập Xê Út luôn sát cánh cùng người dân Palestine trong cuộc khủng hoảng nhằm vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay. Trước đó, khi tình hình xung đột ngày càng trở nên căng thẳng, cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Volker Turk nhấn mạnh Israel phải lập tức thực hiện các biện pháp để bảo vệ người Palestine ở bờ Tây, trong bối cảnh họ đang trở thành mục tiêu của các vụ bạo lực kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Amman, Jordani, ông Turk nêu rõ người Palestine tại bờ Tây đang hứng chịu bạo lực do các lực lượng và người định cư Israel gây ra, cũng như các hành vi xúc phạm, ngược đãi, bắt giữ, đuổi khỏi nhà và đe dọa. Cao ủy Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, trước khi xung đột giữa Hamas và Israel gia tăng, người Palestine tại bờ Tây đã hứng chịu một năm đẫm máu nhất từ trước đến nay với khoảng 200 người thiệt mạng. Theo đó, ông Tước kêu gọi chính quyền Israel lập tức áp dụng các biện pháp bảo vệ người Palestine tại bờ Tây. Bạo lực gia tăng tại bờ Tây làm dấy lên lo ngại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này có thể trở thành khu vực xung đột tiếp theo sau giải Gaza và vùng biên giới phía Bắc Israel, nơi đang xảy ra giao tranh với phong trào Hezbollah tại Liban. Ngoài ra, trang Press TV của Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này, Hossein Amir Abdullahian trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdurrahman al-Thani nhận định xung đột giữa Israel và Hamas lan rộng là không thể tránh khỏi. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Abdullahian cho rằng bạo lực nhằm vào dân thường ở Gaza ngày càng tăng nên nguy cơ xung đột mở rộng là điều không thể tránh khỏi. Hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tụ tập bên ngoài dinh thự của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở bang Delaware phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với hoạt động quân sự của Israel chống lại phiến quân Hamas ở dài Gaza vốn đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Trong các video được đăng tải trên mạng xã hội, đám đông người biểu tình mang theo cờ của Palestine cùng các biểu ngữ và hô vang ngừng bắn ngay bây giờ, tự do ở Palestine hay không ngừng bắn, không phiếu ủng hộ. Cuộc biểu tình diễn ra khi ông Biden đang có bài phát biểu tại Nghĩa trang quốc gia Arlington để đánh dấu ngày cựu chiến binh. Ông nói trong bài phát biểu, chiến tranh và xung đột, chết chóc và mất mát không phải là di tích của lịch sử nước Mỹ. Chúng là một phần trong câu chuyện nước Mỹ của chúng ta. Chính quyền ông Biden ngày càng phải đối mặt với sự chỉ trích về lập trường của mình đối với xung đột Israel Hamas. Nhiều cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine đã diễn ra gần Nhà Trắng trong những tuần gần đây bất chấp các báo cáo cho rằng Nhà Trắng đang tích cực hỗ trợ các bên đàm phán về việc dừng bắn ngắn hạn hàng ngày ở giải Gaza để cho phép dân thường sơ tán. Tổng thống Biden vẫn nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với quyền tự vệ của Israel. Trước đó, ông Biden một lần nữa nói rằng không có khả năng đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện cho đến khi Israel thành công lật đổ Hamas. Các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine phản đối xung đột Gaza cũng diễn ra tại nhiều thành phố lớn ở châu Âu. Tại London, Cảnh sát London bắt giữ 82 người để ngăn chặn đám đông phá hoại cuộc biểu tình hòa bình được xem là lớn nhất ở thủ đô nước Anh kể từ khi bắt đầu nổ ra xung đột Israel-Hamas. Cảnh sát ước tính có khoảng 300.000 người tham gia di chuyển khắp thành phố từ Hyde Park đến Đại sứ quán Mỹ cách đó khoảng 5 km. Những người bị bắt thuộc nhóm phá sự kiện cố tiếp cận cuộc tuần hành chính. Cảnh sát mô tả những người phá tuần hành chủ yếu là quân đồ bóng đá từ khắp cả nước. Sự kiện diễn ra giữa những tranh cãi gay gắt về việc có nên cho phép tuần hành đúng dịp nước Anh tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh hay không. Được biết, các quan chức y tế Palestine cho biết hơn 11.000 người đã thiệt mạng trong hơn 4 tuần pháo kích và không kích ở Gaza. Các tổ chức viện trợ đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo sắp xảy ra khi nguồn cung cấp ngày càng cạn kiệt và hàng loạt người bị thương phải tìm cách điều trị tại một hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã vượt quá khả năng của nó. Trước đó, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine cũng đã tập hợp tại cảng Tacoma để chặn một tàu tiếp tế quân sự mà họ cho rằng sẽ chở vũ khí từ Mỹ đến Israel. Người biểu tình lo ngại vũ khí trên tàu sẽ được Israel sử dụng trong chiến dịch chống Hamas ở dài Gaza. Ông Wasim Hay, một trong những người biểu tình ở Tacoma cho biết, Chúng tôi muốn ngừng bắn ngay bây giờ. Chúng tôi muốn mọi người ngừng bị sát hại ngay bây giờ. Chúng tôi muốn có một cuộc kiểm tra thực sự và muốn có một hành động về chính sách đối ngoại của Mỹ cũng như nguồn tài trợ của Mỹ dành cho Israel. Ông Hay là điều phối viên tiếp cận cộng đồng của Trung tâm Tổ chức và Nguồn lực Ả Rập (AROC), nhóm vận động tổ chức các cuộc biểu tình ở Tacoma. Ông cho biết, một nguồn tin mật đã tiết lộ cho AROC rằng con tàu có tên Cape Orlando sẽ chở đầy vũ khí, thiết bị quân sự và gửi đến Israel. Tuy nhiên, kênh Al Jazeera chưa xác định được liệu con tàu nói trên có chở vũ khí tới Israel hay không. Trong khi đó, Ông Jeff Jurgensen, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, nói rằng con tàu thực ra được sử dụng để hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa quân sự của Mỹ, nhưng ông từ chối cung cấp thêm thông tin. Ông viết trong một email gửi Al Jazeera, do lý do an ninh hoạt động, Bộ Quốc phòng Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc vận chuyển, di chuyển hoặc thông tin liên quan đến hàng hóa được chở trên các tàu này. Trong khi đó, người biểu tình xếp hàng ngang qua con đường dẫn đến bến cảng. Họ dương cao biểu ngữ phản đối chở vũ khí tới Israel. Đây là tuần thứ hai liên tiếp, tàu Cape Orlando phải đối mặt với những nỗ lực cản trở chuyến đi. Sau đó, khi tàu Cape Orlando cập cảng Oakland, California, ba người biểu tình đã bám vào thang của con tàu, khiến tàu phải hoãn khởi hành trong nhiều giờ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã xử lý ba người biểu tình vì họ đã xâm phạm con tàu và cho biết ba người này đang bị điều tra vì có khả năng vi phạm luật liên bang. Một số người biểu tình đã vượt hàng rào xung quanh bến tàu mà Cape Orlando đang neo đậu còn một số người phá hoại dây neo. Xung đột quân sự giữa Israel và Hamas tại Gaza đã bước sang giai đoạn nguy hiểm khi lục quân Israel đã tràn vào Gaza và cố gắng tìm phá các địa đạo của Hamas. Không loại trừ khả năng Hamas đã vạch ra một cái bẫy nguy hiểm. Hamas có thể tháo nước biển vào các đường hầm gần địa Trung Hải nhằm gây ngập các khu vực chiến lược tại Gaza, từ đó vô hiệu hóa hỏa lực vượt trội của quân đội Israel. ETV Barat cho hay, Hamas đang lên kế hoạch cản bước cuộc tấn công trên bộ của Israel ở miền Bắc giải Gaza. Theo ETV Barat, tổ chức thanh tranh Ima India có trụ sở ở New Delhi, Ấn Độ, đánh giá Hamas có thể tạo ra một trận lụt bằng nước biển ở Gaza bằng cách kích nổ từ xa một quả bom trên bờ địa Trung Hải. Báo của ETV Barat cho biết, hệ thống địa đạo của Hamas có độ sâu trung bình là 15 mét dưới lòng đất Gaza, nhưng chỉ cần đào sâu 1-2 đến mét là có thể kết nối với bờ địa Trung Hải. Theo ETV Barat, nếu lục quân Israel tiến sâu vào Gaza, nước biển sẽ đổ vào các đường hầm và gây ngập lụt cho các khu vực trũng, tạo ra một vành đai sình lầy khoảng 4 km, khiến xe tải và xe tăng Israel khó lòng di chuyển qua được. Bài báo đề cập việc Mỹ phê chuẩn bán vũ khí dẫn đường chính xác cho Israel vào tháng 5 năm 2023. Quân đội Israel cũng có thể sử dụng bom chống bong ke GBU-28 để phá các đường hầm. Nhưng nay, với kịch bản Hamas triển khai bom nước biển thì việc Israel tấn công bằng các loại bom này chỉ làm tình hình thêm trầm trọng cho phía Israel do diện tích ngập lụt sẽ tăng thêm. Các nguồn tin không chính thức cho biết, thay cho phương án trên, Israel có thể bơ một chất hóa học vào mạng lưới đường hầm của Hamas để hun các chiến binh Hamas, buộc họ phải chui ra khỏi hầm. Từ đó tạo điều kiện cho việc giải cứu các con tin. Trong lịch sử quân sự thế giới, đã có nhiều trường hợp sử dụng đến sức nước để cản bước đối phương Thí dụ trong chiến tranh giành độc lập của Hà Lan hồi thế kỷ 16, người Hà Lan đã phá hủy các con đê trên sông Maas gây ngập lụt vùng nông thôn buộc quân Tây Ban Nha phải rút lui. Trong bài viết trên trang Green Clear Defense tháng này, tác giả Jeff Woodson cho rằng chính Israel cũng có thể lựa chọn phương án làm ngập các đường hầm của Hamas để buộc đối phương phải trui lên mặt đất từ đó làm giảm thương vong của Israel và giải quyết vấn đề phải tác chiến sâu dưới lòng đất. Ông này lưu ý rằng hồi năm 2015, Ai Cập từng đổ nước ngập 37 đường hầm xuyên biên giới ở Gaza. Theo Goodson, nhận xét rằng việc gây ngập lụt có thể là giải pháp lâu dài hoặc gần như lâu dài cho vấn đề đường hầm Gaza mà Israel đang phải đối mặt. Vì khi ấy, việc bom nước ra ngoài là việc rất khó khăn và tốn kém đối với Hamas. Trong khi đó, trong bài viết cho Viện Chiến tranh Hiện đại, tác giả John Peser nhận định rằng Hamas có khả năng sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng đường hầm của mình để thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ bao gồm việc xâm nhập vào sau lưng quân đội Israel để đột kích vào các lực lượng không được chuẩn bị kỹ càng hoặc đầy đủ cho cuộc giao chiến ngoài ra theo Spencer Hamas sẽ sử dụng các địa đạo của mình để lẩn tránh sự theo dõi và tấn công của Israel cho phép các chiến binh di chuyển giữa các vị trí chiến đấu một cách an toàn bên dưới các tòa nhà lớn ông nói việc chui vào các đường hầm này tạo ra các thách thức chiến thuật đặc thù cho binh sĩ Israel, đặc biệt là tầm nhìn kém, oxy thiếu và nhu cầu mang theo và sử dụng các thiết bị chuyên dụng. Theo Spencer, một chiến binh Hamas có thể giữ vững một đường hầm hẹp trước một lực lượng Israel vượt trội. Spencer viết rằng, mặc dù Israel đã phát triển các chiến thuật và thiết bị riêng cho tác chiến đường hầm Gaza, độ sâu và quy mô cơ sở hạ tầng ngầm dưới lòng đất của Hamas có thể vượt qua năng lực chuyên môn của Israel. Khi đó ông viết thành công trong trận chiến dưới lòng đất sẽ phụ thuộc vào khả năng của bộ binh và công binh Israel trong xử lý các vấn đề phát sinh. Thưa quý vị, một số người Palestine tuyệt vọng đã bắt đầu tấn công lực lượng an ninh Hamas tại Gaza khi căng thẳng gia tăng vì tình trạng thiếu lương thực, nước và thuốc men thường xuyên. Tuy nhiên, theo Telegraph, sự tức giận đối với lực lượng Hamas không đồng nghĩa với việc người dân Gaza thông cảm với Israel. Tờ Telegraph của Anh đánh giá người dân địa phương đang cho rằng ít nhất một phần nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo bởi các cuộc không kích của Israel là do lực lượng Hamas tiến hành cuộc tấn công hôm 7 tháng 10. Hãng thông tấn AP của Mỹ dẫn lời nhân chứng cho biết một người dân Gaza đã dùng ghế đập vào đầu sĩ quan Hamas sau khi bị ông này mắng vì cố gắng chen vào hàng người xếp hàng mua bánh mì. Trong cuộc họp báo trên truyền hình hôm 7 tháng 11, một thanh niên với cổ tay bị băng bó đã trên qua đám đông để làm gián đoạn bài phát biểu của ông Yas Bozum, người phát ngôn cơ quan nội vụ do Hamas điều hành. Anh ta hét lên, lắc bàn tay bị thương của mình và nói rằng Hamas cần chịu trách nhiệm. Theo Telegraph, sự tức giận đối với lực lượng Hamas không đồng nghĩa với việc người dân Gaza thông cảm với Israel. Trước đó, cơ quan y tế tại giải Gaza cho biết, kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát cách đây hơn một tháng, số người Palestine thiệt mạng hiện đã tăng lên 11.078 người. Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel đã điều chỉnh số người thiệt mạng bên phía Israel do xung đột xuống 1.200 người từ thông báo 1.400 người trước đó. Israel đã cắt nước cung cấp cho Gaza vào tháng trước, đến khi nước bắt đầu chảy lại. Việc thiếu nhiên liệu trong máy bơm khiến các vòi nước gần như cạn kiệt. Người dân Gaza giờ đây phải chờ hàng tiếng đồng hồ để có được ít nước hoặc chịu rủi ro sử dụng nước từ giếng không được lọc có thể gây bệnh nghiêm trọng. Với việc hàng trăm người di rời thường dùng chung một nhà vệ sinh, các bệnh như ghẻ và tiêu chảy đang lan rộng. Suzanne Wahidi, một bà mẹ năm con tại nơi trú ẩn của Liên Hợp Quốc ở thị trấn trung tâm Day -an Balas, thổ lộ, các con tôi khóc vì đói, mệt và không thể sử dụng nhà vệ sinh, tôi chẳng có gì cho chúng cả. Đối với nhiều người dân Gaza, cuộc sống hàng ngày giờ đây chỉ là những hàng dài xếp hàng mua nước và bánh mì. Nhiều người dân tại Gaza cho biết họ chỉ có một bữa ăn mỗi ngày, thường thì nó chủ yếu được làm từ thực phẩm khô như trà là và bánh quy, cùng với sản phẩm tươi sống như sữa trứng. Aria người phát ngôn của chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hợp Quốc cho biết, có mối đe dọa thực sự về tình trạng suy dinh dưỡng. Hãng thông tấn của Ả Rập Xê Út SPA mới đây đưa tin, Thái tử nước này Mohammed bin Salman và Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã có cuộc gặp đầu tiên kể từ khi hai nước đồng ý hàn gắn quan hệ vào tháng 3 năm nay. Sự kiện này đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Iran tới Ả Rập Xê Út trong hơn một thập kỷ. Trên tài khoản mạng xã hội X, hãng SPA đã đăng bức ảnh chụp Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Ibrahim Raisi trong cuộc hội đàm diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh chung bất thường của các nước Hồi giáo Ả Rập tổ chức tại Riyadh nhằm bàn về tình hình giải Gaza. Tổng thống Ibrahim Raisi và phái đoàn Iran đã tới Riyadh để tham dự sự kiện trên. Phó thống đốc vùng Riyadh, Hoàng tử Mohammed bin Abdurrahman, Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Iran Abdullah al anzi Đại sứ Iran tại Ả Rập Xê Út Tiến sĩ Ali Reza Enayati và nhiều quan chức khác đã chào đón ông Raisi tại sân bay quốc tế King Khalid. Quan hệ ngoại giao giữa Ả Rập Xê Út và Iran đã được khôi phục vào tháng 3 năm nay, dẫn đến việc trao đổi phái đoàn ngoại giao và mở lại đại sứ quán ở cả hai thủ đô. Hội nghị thượng đỉnh chung bất thường của các nước Hồi giáo Ả Rập được tổ chức nhằm củng cố các nỗ lực và thể hiện lập trường thống nhất, phản ánh ý chí chung của Hồi giáo Ả Rập liên quan đến những diễn biến nghiêm trọng và chưa từng có ở giải Gaza và các vùng lãnh thổ của Palestine. Ngoài ra, những nước tham dự hội nghị cũng bàn giải pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở giải Gaza và giúp chấm dứt hành động bạo lực của Israel ở giải đất ven biển của Palestine. Trong cuộc họp báo về Hội nghị Thượng đỉnh chung bất thường của Liên đoàn Ả Rập AL và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC tại Riyadh bàn về tình hình tại giải Gaza, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, ông Arabia Faisal bin Fahan khẳng định, quan điểm thống nhất của các nước Hồi giáo Ả Rập là cần phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở dài Gaza. Bên cạnh đó, ông Faisal bin Fahan cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần nhìn nhận công bằng giữa Israel và phong trào Hamas. Trước đó, cũng tại hội nghị trên, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức và đưa hàng cứu trợ nhân đạo tới giải Gaza. Đồng thời, Thái tử Ả Rập Xê Út nhấn mạnh, giải pháp duy nhất để mang lại hòa bình cho khu vực là trao quyền hợp pháp cho người dân Palestine. Cùng với đó, ông Mohammed bin Salman cũng kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự, giải cứu các con tin đang bị giam giữ tại giải Gaza, đồng thời chấm dứt việc bao vây vùng đất này. Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh được các nhà lãnh đạo AL và OIC thông qua đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở giải Gaza, và bác bỏ việc biện minh cho hành động của Israel chống lại người Palestine là hành động tự vệ. Tuyên bố chung cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bao vây ở giải Gaza, cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận vùng đất ven biển này của Palestine và tạm dừng xuất khẩu vũ khí sang Israel. Thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban Hassan Nasrallah mới đây cho rằng, các cuộc biểu tình trên toàn cầu phản đối cuộc tấn công của Israel tại giải Gaza đang gây sức ép lên nhà nước do thái và các đồng minh, đồng thời kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép đối với Mỹ. Đây là lần thứ hai ông Nasrallah xuất hiện trước công chúng kể từ khi nổ ra cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hamas tại giải Gaza. Đúng thời điểm, hội nghị thượng đỉnh chung quy tụ 57 quốc gia Ả Rập và hồi giáo đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út người đứng đầu hezbollah nhấn mạnh mặc dù các nước sẽ không đưa quân đội đến giúp hamas chống lại kế hoạch quân sự của israel nhưng người dân trong khu vực mong đợi thế giới ả rập và hồi giáo ít nhất sẽ đưa ra quan điểm thống nhất và yêu cầu người mỹ chấm dứt cuộc tấn công của israel mở hành lang nhân đạo để cung cấp hàng viện trợ và y tế ngay trong thời điểm gaza vẫn tiếp tục chiến đấu Phát biểu của thủ lĩnh Hezbollah diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa lực lượng này với quân đội Israel tiếp tục diễn biến căng thẳng ở biên giới giữa Liban và Israel, mặc dù cả hai bên đều kiềm chế không để biến thành chiến tranh tổng lực. Trong ngày 11 tháng 11, quân đội Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu của Hezbollah bên trong lãnh thổ Liban, đồng thời cảnh báo cứng rắn lực lượng này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cho rằng Hezbollah sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn đến kịch bản người dân ở Beirut phải rời bỏ nhà cửa nếu nhóm này tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công gần biên giới phía Bắc của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố các máy bay chiến đấu của IDF đã tấn công một số mục tiêu của Hezbollah ở Liban, phá hủy cơ sở hạ tầng và các vị trí quân sự của nhóm này. Truyền thông Libab đưa tin một số tên lửa đã rơi xuống gần ngôi làng ven biển Al-Jarani, cách biên giới Israel khoảng 40 km. Đây là cuộc tấn công sâu nhất của IDF vào bên trong lãnh thổ quốc gia láng giềng kể từ ngày 7 tháng 10 khi xung đột israel hamas bùng phát. Trước đó, thủ lĩnh Hezbollah, ông Seyed Hassan Nasrallah cảnh báo Mỹ rằng Hezbollah đã chuẩn bị sẵn một thứ cho các tàu chiến mà Mỹ triển khai tới khu vực sau khi nổ ra xung đột israel hamas làm dung chuyển Trung Đông. Cụ thể, thứ mà ông Nasrallah nhắc tới là năng lực tên lửa chống hạm đã được tăng cường đáng kể của Hezbollah, trong đó có cả tên lửa Jakon của Nga sản xuất có tầm bắn 300 km. Trong nhiều năm qua, thông tin từ truyền thông và các nhà phân tích đã chỉ ra rằng Hezbollah đã mua tên lửa Jakon ở Syria sau khi triển khai ở đó hơn một thập kỷ trước để giúp tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến. Hezbollah chưa bao giờ xác nhận mình sở hữu vũ khí này. Về phần mình, Mỹ cho biết nước này triển khai hai tàu sân bay và các tàu hỗ trợ tới Địa Trung Hải nhằm ngăn xung đột lan ra khu vực ngăn chặn động thái của iran và các nhóm mà nước này hậu thuẫn như hamas hezbollah và thánh chiến hồi giáo palestine hezbollah coi các tàu chiến mỹ là mối đe dọa trực tiếp vì các tàu này có khả năng tấn công nhóm và các đồng minh tuy vậy ông nasrallah nói trong bài phát biểu rằng các tàu chiến mỹ ở địa trung hải không làm chúng tôi sợ hãi và sẽ không làm chúng tôi sợ hãi ông nói chúng tôi đã chuẩn bị cho những hạm đội mà các ông mang tới để cảnh báo chúng tôi sau bài phát biểu của ông Nasrallah, Nhà Trắng cảnh báo rằng Hezbollah không được lợi dụng cuộc chiến Hamas-Israel và Mỹ không muốn thấy cuộc xung đột mở rộng sang Liban. Hội nghị thượng đỉnh bất thường đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Ả Rập và các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã được tổ chức tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út để tìm biện pháp chấn dứt cuộc tấn công quân sự của quân đội Israel vào giải Gaza. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC tiến hành điều tra về các hành động tội ác của quân đội Israel chống người Palestine ở giải Gaza. Tuyên bố chung kết thúc hội nghị, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lập tức can thiệp nhằm chấm dứt chiến dịch tấn công bừa bãi của quân đội Israel tạo điều kiện cho hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế vào giải Gaza. Tuyên bố chung cũng cực lực chỉ trích các quốc gia phương Tây theo đuổi tiêu chuẩn kép khi chỉ lên án cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel hôm mùng 7 tháng 10, nhưng lại ủng hộ và cung cấp vũ khí cho Israel và tiến hành chiến dịch tấn công vào Gaza kéo dài hơn một tháng qua, khiến hàng nghìn dân thường Palestine thiệt mạng. Mỹ ủng hộ những cuộc đáp trả của Israel đối với Hamas, những lời đe dọa tiến hành một chiến dịch trên bộ và việc Mỹ kiên quyết ủng hộ đồng minh quan trọng nhất ở Trung Đông của mình. Bất kể thế nào, đã gây ra những phản nàn về tiêu chuẩn kép những cáo buộc như vậy không hẳn là mới trong cuộc xung đột ở trung đông càng ngày khu vực trung đông càng nổi lên như một mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng ở nam toàn cầu tên gọi chung của các quốc gia đang phát triển ở châu phi châu á và châu mỹ latin trong cuộc đối đầu giữa phương tây với nga và trung quốc người palestine đã chỉ trích các nước phương tây vì đã không bày tỏ phản ứng trước những vụ đánh bom gaza trước đó tổng thống mỹ joe biden khẳng định mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ israel trong các hoạt động bảo vệ người dân và sẽ tiếp tục phối hợp với israel và các đối tác ở khu vực để ngăn chặn xảy ra thêm các thảm kịch mà nạn nhân là người dân vô tội ông biden bày tỏ tin tưởng vào lời khẳng định của phía israel về cuộc xung đột dù vậy tổng thống biden thừa nhận nhiều người không chắc chắn vào việc sẽ có nhiều khó khăn phía trước nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại quan điểm rằng lực lượng Hamas không phải đại diện cho tất cả người dân Palestine và lực lượng này đang gây đau thương cho cả chính những người Palestine. Hội nghị thượng đỉnh Ả Rập Hồi giáo tại Riyadh có sự tham gia của nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ hoặc đại diện cấp cao 57 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo. Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh quân đội Israel đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công tổng lực vào Gaza nhằm mục tiêu tiêu diệt phong trào Hamas. Tuy nhiên, thống kê của cơ quan y tế Palestine cùng một số tổ chức Ả Rập và Hồi giáo cho thấy hầu hết thương vong trong chiến dịch tấn công là dân thường, trong đó trẻ em chiếm tỷ lệ lớn nhất hơn 40%. Hàng chục cuộc biểu tình quần chúng và hàng chục nghìn người tham gia đã đồng loạt nổ ra tại thủ đô và các thành phố lớn của nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, nhằm lên án chiến dịch tấn công đậm máu của quân đội Israel vào Gaza. Nhóm gồm 70 đại sứ Liên Hợp Quốc tại Geneva đã ra tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động liên quan tới tình hình ở dài Gaza. Lời kêu gọi chung của các đại sứ nhấn mạnh việc cộng đồng quốc tế phải hành động ngay lập tức để chấm dứt tình trạng đổ máu và những gì Gaza đang phải hứng chịu hiện nay. Dẫn nguồn tin y tế từ thực địa, các đại sứ cho biết hơn 11.000 người Palestine đã bị sát hại trong vòng chỉ một tháng qua. Nạn nhân chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, đồng thời có khoảng 26.000 người khác bị thương. Các nhà ngoại giao này nhấn mạnh số trẻ em thiệt mạng trong vòng xoáy xung đột mới nhất ở Gaza 3 tuần qua, thậm chí đã vượt tổng số trẻ em thiệt mạng tại tất cả các khu vực xung đột trên thế giới kể từ năm 2019 tới nay. Tuyên bố cho biết thêm các bệnh viện ở giải Gaza sắp tê liệt do bị cắt nguồn cung nhiên liệu và điện. Các bác sĩ phẫu thuật mà không có chất gây mê, không có điện và bệnh viện ung thư duy nhất ở khu vực này cũng đã phải đóng cửa. Nhóm đại diện ngoại giao này cũng nêu quan ngại trước tình trạng nhân viên cứu trợ bị sát hại, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng. Theo thông tin của Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine tại Gaza và cận đông UNRWA, nhiều nhân viên viện trợ quốc tế đã thiệt mạng, trong đó có khoảng 100 nhân viên của UNRWA. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng dân sự như trại tị nạn, tòa nhà trung cư, trường học, nhà thờ cũng trở thành các mục tiêu tấn công trực tiếp. Ít nhất 45% hạ tầng cơ sở đã bị phá hủy và hư hại. Các đại sứ liên hợp quốc kêu gọi thực hiện một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, hối thúc cộng đồng quốc tế gây áp lực tối đa để đảm bảo hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp tiếp cận được khu vực này, đồng thời khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Ngoài ra, các đại sứ cũng kêu gọi trả tự do cho mọi con tin, bảo vệ an toàn cho các cơ sở dân sự và dân thường, nhất là các trường học của UNRWA. Kể từ khi chiến sự bùng phát giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine ngày 7 tháng 10 tới nay, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc, tới thời điểm này đã tiến hành bỏ phiếu về bốn bản dự thảo nghị quyết mang tính ràng buộc pháp lý, song chưa một văn kiện nào được thông qua. Giới chức tại Gaza thông báo, cửa khẩu Rafah vào Ai Cập sẽ mở cửa trở lại cho những người mang hộ chiếu nước ngoài. Danh sách những người được phép vào Ai Cập đã được cập nhật, gồm các nhóm từ Canada, Romania, Nga, Brazil và Ba Lan. Ba nguồn tin an ninh Ai Cập và một quan chức Palestine cho biết, các cuộc sơ tán từ giải Gaza vào Ai Cập đối với công dân nước ngoài và người Palestine cần điều trị y tế khẩn cấp đã bị đình chỉ từ trước. Quan chức Palestine và một nguồn tin y tế Ai Cập cho biết Việc đình chỉ này là do vấn đề đưa người sơ tán y tế từ bên trong Gaza đến Rafah. Chưa đến 50 người, bao gồm những người mang hộ chiếu nước ngoài, người Ai Cập và 5 người Palestine bị thương được phép đến Ai Cập trước khi hoạt động sơ tán bị gián đoạn. Khoảng 700 người mang hộ chiếu nước ngoài và người Ai Cập đã có thể rời giải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Vốn dĩ, việc di chuyển qua cửa khẩu Rafah bình thường đã bị giới hạn chỉ người dân Gaza nhận được sự cho phép cũng như các công dân nước ngoài mới có thể sử dụng nó để đi lại giữa Gaza và Ai Cập. Phương Tây đã rất nỗ lực nhằm mở lại cửa khẩu trên và sơ tán người dân của mình khỏi Gaza vẫn tiếp tục. Mỹ khuyến cáo người dân ở giải Gaza di chuyển về phía Rafah trong trường hợp cửa khẩu này mở và nếu họ có thể rời đi an toàn. Nhưng trước làn sóng tấn công của Hamas Israel đã đóng cửa biên giới với Gaza và áp lệnh phong tỏa toàn bộ lên vùng lãnh thổ này, ngăn chặn việc cung cấp nhiên liệu, điện và nước. Điều đó khiến cho cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập trở thành lối thoát duy nhất để đưa người dân khỏi vùng chiến sự và cung cấp nhu yếu phẩm vào bên trong. Nhưng vì Ai Cập cho đóng cửa khẩu này trong nhiều ngày, khiến cho người dân Gaza và công dân nước ngoài đều không thể đi qua trong khi hàng tấn nguồn cung viện trợ nhân đạo thiết yếu bị chất đống ở phía biên giới Ai Cập một quan chức biên giới palestine khi đó cho biết rằng ai cập đã chặn tất cả các cổng bằng nhiều tấm bê tông dù vậy phía ai cập bác bỏ các báo cáo nói rằng nước này đóng cửa khẩu ngoại trưởng ai cập sameh sokri thông báo cửa khẩu vẫn mở nhưng các cuộc ném bom đã khiến cho các con đường không thể vận hành ở phía gaza chính quyền tổng thống mỹ joe biden đã tổ chức các cuộc trao đổi với israel và ai cập để đảm bảo con đường an toàn cho công dân mỹ cũng như công dân các nước khác ra khỏi giải gaza hoạt động sơ tán có giới hạn từ giải Gaza đến Ai Cập đã bị tạm dừng hai lần, nguyên nhân do ảnh hưởng của những đợt bắn phá nhằm vào các đoàn xe hộ tống y tế. Israel thông báo tạm dừng tấn công miền Bắc giải Gaza trong 4 giờ mỗi ngày. Thông báo về việc dừng tấn công sẽ được đưa ra trước 3 giờ để tạo điều kiện cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho giải Gaza. Ngoài ra, Israel cũng mở hành lang thứ hai cho dân thường sơ tán khỏi các khu vực hiện đang là trọng tâm của chiến dịch quân sự chống lại Hamas. Hành lang này là một con đường ven biển nối liền với đường cao tốc Bắc Nam của giải Gaza. Thưa quý vị, một nguồn tin chính trị ở Berlin vừa qua cho biết, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhất trí về nguyên tắc tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới lên mức 8 tỷ euro. Theo nguồn tin trên, nếu được Quốc hội Đức thông qua, nơi các đảng ủng hộ Thủ tướng Đức Olaf Scholz chiếm đa số, mức tăng này sẽ nâng chi tiêu quốc phòng của Đức lên mức 2,1% tổng sản phẩm quốc nội GDP vượt mức mục tiêu 2% GDP mà tất cả các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cam kết. Tờ Bill dẫn các nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho hay, Đức dự định sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ 4 lên 8 tỷ euro vào năm tới. Theo nguồn tin, Bộ Tài chính Đức ban đầu dành 4 tỷ euro hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong ngân sách nhà nước năm 2024, nhưng toàn bộ số tiền này đã được dành cho các dự án hiện tại và bộ quốc phòng chỉ còn lại 120 triệu euro cho các dự án mới. Bộ quốc phòng đã yêu cầu thêm 5 tỷ euro. Tuần này, chính phủ quyết định sẽ huy động thêm 4 tỷ euro. Ủy ban ngân sách quốc hội Đức sẽ xem xét những thay đổi này vào tuần tới. Trước đó, cố vấn cấp cao của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak cho biết những nỗ lực quân sự của nước này nhằm đối phó với các lực lượng của Nga đã bị chậm từ 6 đến 9 tháng so với kế hoạch do những trì hoãn trong việc vận chuyển vũ khí của phương Tây. Ông Mikhailo Podolyak nhận định với kênh Channel 24 của Ukraine, nếu Ukraine nhận được vũ khí nhanh hơn, chúng tôi có thể tự vệ tốt hơn và tiến hành phản công. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine đã bị trì hoãn từ 3 đến 4 tháng do những vấn đề về hậu cần và quá trình thông qua của các nước phương Tây. Ông Mikhailo Pododiak cho rằng điều này đã cản trở nghiêm trọng khả năng phòng thủ của Kiev. Trên thực tế, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine tập trung vào các vũ khí công nghệ cao phục vụ việc tiến hành các cuộc tấn công chính xác. Tuy nhiên, những vũ khí này lại đắt đỏ, vì thế chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế và không thể thay thế nhanh chóng. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, thậm chí cảnh báo phương Tây đang vét đáy thùng và sắp hết đạn để viện trợ cho Ukraine. Đầu tháng này, Đức thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới, trong đó bao gồm xe bọc thép, máy bay không người lái, xe tăng và các vật tư thiết yếu như quần áo mùa đông. Gói viện trợ mới bao gồm xe bọc thép trợ quân lính, hai radar bổ sung cho hệ thống phòng không, IRIS-T, máy bay không người lái trinh sát, thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh, xe tải và bộ quần áo mùa đông. Danh sách bổ sung viện trợ đang được chuyển giao gồm 25 xe tăng Leopard 1. Danh sách bổ sung của chính phủ Đức về hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong việc lập kế hoạch thực hiện cũng đã được cập nhật. Tuy nhiên, phần mô tả danh sách có ghi chú. Do lo ngại về an ninh, chính phủ liên bang không cung cấp thông tin chi tiết về phương thức cũng như ngày vận chuyển cho đến sau khi bàn giao. Điều này đồng nghĩa với việc các thiết bị này đang hoặc đã được vận chuyển hoặc bàn giao. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner trong chuyến thăm Kiev hồi tháng 8 đã thông báo ý định sẽ cung cấp khoản viện trợ quân sự trị giá 5 tỷ euro mỗi năm cho Ukraine đến năm 2027. Tuy nhiên, theo tạp chí Forbes Ukraine, người đứng đầu Bộ Tài chính nói rõ rằng quyết định phân bổ 5 tỷ euro hàng năm hỗ trợ quân sự cho Ukraine vẫn cần được Quốc hội Đức thông qua. Ông Linner nói thêm rằng, ngoài viện trợ quân sự, Đức cũng sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine, hỗ trợ những người Ukraine di tản trong nước và đóng góp cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Theo ông Linner, sự hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Nga đã lên tới 22 tỷ euro. Đầu tháng 8, Đức cũng tuyên bố mở rộng bảo lãnh nhà nước cho các khoản đầu tư vào Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Linner tuyên bố Đức sẽ sát cánh với Ukraine và sẽ tiến hành các cuộc thảo luận rất cụ thể với giới chức nước này về cách thức bộ tài chính Đức có thể hỗ trợ Ukraine hiện tại và trong tương lai. Và... Cựu tổng thư ký khối quân sự NATO Anders Rasmussen vừa nói rằng NATO nên mời Ukraine gia nhập khối liên minh này trong tình trạng khuyết các lãnh thổ mà Ukraine không còn kiểm soát nữa. Đề nghị trên của cựu lãnh đạo NATO về việc kết nạp Ukraine được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn của tờ Guardian. Ông Rasmussen nói, đã đến lúc thực hiện bước đi tiếp theo, mời Ukraine gia nhập NATO. Chúng ta cần một kiến trúc an ninh châu Âu mới, trong đó Ukraine nằm ở trung tâm của NATO. Ông Rasmussen, người đứng đầu khối NATO từ năm 2009 đến 2014, nhận định uy tín tuyệt đối của điều năm của NATO bảo đảm gian đe Nga không tấn công vào bên trong lãnh thổ Ukraine khi đã là thành viên của NATO. Từ đó, Ukraine có điều kiện đưa thêm lực lượng ra tiền tuyến. Cựu lãnh đạo NATO nói, khối NATO cần phải gửi một thông điệp rõ ràng tới Nga rằng nếu xâm phạm lãnh thổ NATO thì sẽ bị phản ứng. Ông Rasmussen bổ sung, đề xuất này ở một khía cạnh nào đó là tương đương với áp vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023 đã kết thúc mà không có lời mời Ukraine gia nhập tổ chức này. Việc Ukraine gia nhập NATO hay không luôn là một vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa NATO và Nga. Châu Âu lo ngại rằng nếu NATO kết nạp Ukraine, điều này có thể kích hoạt xung đột vũ trang giữa Nga và NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin dẫn ra rằng việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga trong hai thập kỷ qua nằm trong số những lý do chính cho quyết định tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Lập trường của NATO về tư cách thành viên của Ukraine vẫn không thay đổi kể từ năm 2008, khi tuyên bố rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Trong khi Kiev chính thức nộp đơn xin gia nhập vào tháng 9 năm ngoái, thì hầu như rất ít tiến triển được thực hiện kể từ đó. Một số quan chức phương Tây cho rằng vấn đề này chỉ được giải quyết sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc bởi việc Ukraine gia nhập NATO có thể đặt liên minh nào vào tình thế chiến tranh với Nga. Trong chuyến thăm hiếm hoi tới Kiev vào đầu năm nay, ông Stoltenberg Tổng thư ký NATO cho biết vị trí phù hợp của Ukraine là trong NATO, nhưng sau đó đã làm rõ ràng rằng Kiev không thể gia nhập liên minh trong khi vẫn đang xung đột với Nga. Điều 5 của NATO nêu rõ, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một nước thành viên sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên của khối. Điều khoản này được dẫn ra như một trong những lý do giải thích tại sao Ukraine không thể gia nhập NATO khi đang trong cuộc xung đột với Nga, bởi điều này có thể kéo liên minh và một cuộc xung đột thực sự. Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết, trong khi NATO phải thảo luận về các lựa chọn cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc, thì những đảm bảo an ninh, theo điều 5, sẽ chỉ được áp dụng với các thành viên chính thức của Liên minh. Vị trí quan trọng của Ukraine trên nhiều mặt khiến Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn nước này gia nhập NATO. Thậm chí Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố, việc đảm bảo Ukraine không bao giờ trở thành thành viên NATO là một yêu cầu hoàn toàn bắt buộc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng từng nhận định việc chấp nhận Ukraine gia nhập NATO có thể dẫn đến tình huống Nga xảy ra tranh chấp lãnh thổ với một thành viên của liên minh này. Trên thực tế, Moscow coi sự mở rộng của NATO về phía đông là mối đe dọa với an ninh quốc gia và nêu yêu cầu Ukraine trung lập như một trong những điều kiện của thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia thông tấn độc lập Union của Ukraine giá lời nhà phân tích quân sự Ukraine, người từng tham chiến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thiếu tá Oleksiy Hetman cho biết mùa đông này Nga có thể thay đổi chiến thuật tấn công Ukraine. Bình luận trên một chương trình truyền hình, ông Hetman đã vạch ra kịch bản có thể xảy ra về chiến thuật tấn công tên lửa mới của phía Nga và nêu tên các khu vực mà các lực lượng của Moscow có nhiều khả năng sẽ nhằm vào nhất. Theo ông Hetman, quân đội Nga đã rút ra bài học từ chiến thuật tấn công tên lửa năm ngoái và hiểu rằng ý định khiến Ukraine mất điện và nhật sưởi ấm trong mùa đông sẽ không mang lại cho họ những thay đổi trên tiền tuyến. Do đó, chiến thuật tấn công dự kiến của quân đội Nga sẽ không giống như cách đây một năm khi đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu ở Ukraine, đồng thời sử dụng số lượng tên lửa tương đối nhỏ vào mỗi mục tiêu. Ông Hepman nêu quan điểm, Nga có thể phóng từ 5 đến 10, thậm chí đến 15 tên lửa vào một mục tiêu, và nói chung, phóng trên toàn lãnh thổ Ukraine lên tới 70 đến 80, tối đa lên tới 100 tên lửa cùng lúc. Mùa đông năm nay, họ có thể phóng số lượng như vậy trung bình 2 lần một tháng. Rất có thể họ sẽ không giải tên lửa khắp Ukraine mà sẽ chọn một hoặc hai mục tiêu và tập trung tương đối lớn số lượng tên lửa nhằm vào đó cùng lúc. Ông lưu ý thêm rằng các lực lượng Nga sẽ tăng cường những cuộc tấn công bằng tên lửa và nhiều loại máy bay không người lái, đồng thời tạo ra các mục tiêu giả để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine về khu vực tấn công nhà phân tích quân sự ukraine tin rằng vào mùa đông rất có thể phía nga sẽ tấn công các mục tiêu ở miền nam và miền trung ukraine sử dụng hỗn hợp nhiều loại tên lửa tầm xa và máy bay không người lái để tấn công nhằm gây hoang mang trong dân chúng thiếu tá hetman cũng cho rằng hiện nay ukraine có khả năng phòng không mạnh mẽ hơn để chống lại các cuộc tấn công phức tạp của nga so với một năm trước ông hetman nhận định hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng thiệt hại mà phía Nga có thể gây ra trong năm nay sẽ thấp hơn đáng kể so với một năm trước. Tôi cũng đồng tình quan điểm này dựa trên các phương tiện phòng không được cung cấp cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không hỗn hợp Lai được chuyển đổi từ hệ thống tên lửa phòng không của Liên Xô kết hợp với tên lửa hiện đại và kinh nghiệm chiến đấu của các lực lượng Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng phòng không và không quân Ukraine Yuri Inat cho biết, trong mùa hè vừa qua, Nga đã phóng hàng nghìn tên lửa hành trình và hàng nghìn máy bay không người lái cảm tử. Ông dự báo rằng năm nay phía Nga sẽ lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Ukraine theo kế hoạch chiến lược của mình và có thể sẽ có sự điều chỉnh so với năm ngoái. Theo ông Inat, lực lượng phòng không Ukraine đang chuẩn bị cho những rủi ro nhất định liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các cơ sở quân sự và chiến lược. Ngoài ra, Ukraine cũng đang có sự hỗ trợ từng chút một đặc biệt là việc bổ sung các hệ thống tên lửa phòng không, có thể là những mẫu lỗi thời nhưng đã được hiện đại hóa. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết, Nga hiện đã dự trữ khoảng 870 tên lửa có độ chính xác cao ở cấp độ chiến lược và chiến dịch, có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách hơn 350 km. Tình báo Ukraine tin rằng Nga sẽ không từ bỏ chiến thuật tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine trong mùa đông này. Tuy nhiên, không thể dự đoán chính xác khi nào các cuộc tấn công này sẽ bắt đầu. Trước đó, ông Vadim Skibiski, đại diện của cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, nga đã sản xuất hàng trăm tên lửa chính xác cao để tăng cường kho vũ khí mùa đông của Moscow chỉ riêng trong tháng 10. Ông Skibiski cho biết, nga đang lên kế hoạch tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khi tiêu thụ điện đạt đỉnh điểm trong thời tiết lạnh giá mùa đông. Tuy nhiên, ông cho rằng Moscow sẽ khó đạt được kết quả mà họ mong đợi. Ông Skibiski nói quân đội Nga đang chờ đợi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Đây sẽ không phải là các cuộc tấn công giống như năm ngoái. Chúng tôi đã chuẩn bị và hiểu cách thức họ vận hành, những mục tiêu họ nhắm tới cũng như tiến hành các biện pháp để bảo vệ hệ thống năng lượng của mình. Nga đã phóng hàng trăm tên lửa về phía Ukraine vào tháng 9, nhưng chỉ phóng 40 tên lửa vào tháng 10. Tuy nhiên, theo truyền thông Ukraine, Moscow có khả năng sản xuất tới 120 tên lửa tầm xa mỗi tháng. Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo nga đang tích trữ kho tên lửa hành trình phóng từ trên không với số lượng đáng kể bằng cách tăng cường sản xuất và giảm số lượng vũ khí sử dụng trước mùa đông. Các UAV cũng là một vũ khí quan trọng trong kho vũ khí tấn công mùa đông của nga. Các UAV cảm tử Shahed 136 do Iran sản xuất đã được sử dụng thường xuyên trong suốt cuộc xung đột, bao gồm cả trong các cuộc tấn công năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Dù vậy, nguồn cung UAV này của Nga đang giảm do chúng trở thành mục tiêu phá hủy của các lực lượng Ukraine. Ông Skibitsky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng, gần đây Nga bắt đầu tăng cường sản xuất UAV nội địa sử dụng các nguyên liệu từ Iran. Moscow được cho là cách không xa mục tiêu sản xuất hàng trăm UAV mỗi tháng. Không lâu trước khi mùa đông tới, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine, đặc biệt tại khu vực Kherson. Cuộc phấn công của Ukraine diễn ra với nhịp độ chậm hơn kỳ vọng và Kiev đang đứng trước sức ép to lớn để tiến công vào mùa đông. Thời tiết khắc nghiệt có thể khiến các cuộc tấn công diễn ra chậm hơn. Tờ New York Times của Mỹ mới đây viết rằng Nhà Trắng đang lo ngại tên lửa Atac MS, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Army Tactical Missile System tầm xa được chuyển giao cho Kiev sẽ không đóng vai trò đáng kể trong việc thay đổi cán cân lực lượng trên chiến trường Ukraine. Điều đáng lưu ý là Tổng thống Mỹ Joe Biden từ lâu đã từ chối cung cấp ATAC MS vì sợ những tên lửa này có thể vượt qua ranh giới đỏ của Điện Kremlin. Mối lo ngại hiện nay về ATAC MS là chính tên lửa này sẽ không đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraina khi quân đội Nga biết cách đối phó, đặc biệt là triển khai các căn cứ tiền phương và cơ sở hậu cần ngoài tầm bắn của tên lửa ATAC MS. Các cố vấn cấp cao của Tổng thống Biden nói rằng Mỹ đã cung cấp cho Kiev gần như tất cả hệ thống vũ khí mà họ yêu cầu nhưng trong một cuộc trả lời phóng vấn gần đây, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zalutny tuyên bố rằng cần phải có tiến bộ công nghệ đáng kể trong lĩnh vực vũ khí mới thoát khỏi tình trạng bế tắc trên chiến trường hiện nay, nếu không sẽ không một bước đột phá lớn nào xảy ra. Bình luận về tuyên bố gây tranh cãi của tướng Zalutny, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng hầu hết vũ khí của Mỹ đến quá muộn để phát huy những tác dụng mà Kiev cần cần nhắc lại trước đó có thông tin cho rằng một nhóm đảng viên đảng cộng hòa tại quốc hội Mỹ đã kêu gọi tổng thống Biden chuyển tên lửa ATACMS tầm xa hơn sang Ukraine. Theo một số đảng viên cộng hòa, Ukraine đã chứng tỏ khả năng sử dụng tên lửa một cách có trách nhiệm. Họ cũng lưu ý rằng không có phản hồi nào từ Nga về việc sử dụng chúng. Tuy nhiên trước đó tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích việc Washington cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine là một sai lầm và khẳng định chúng không làm thay đổi căn bản tình hình trên chiến trường. Ông Putin lập luận rằng các tên lửa này sẽ dẫn đến thương vong không cần thiết và kéo dài nỗi đau của Ukraine, nhưng cũng thừa nhận các hệ thống tên lửa do Mỹ cung cấp sẽ gây thiệt hại và mối đe dọa. Đến nay, Ukraine được cho là đã ít nhất hai lần sử dụng Atak MS để tấn công các lực lượng Nga. Vào ngày 17 tháng 10, Ukraine tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở Berdyan và Luhansk, sử dụng biến thể bom trùm M39 của Atac MS. Cuộc tấn công đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn chục máy bay trực thăng, hệ thống phòng không và kho đạn dược của Nga tại các địa điểm trên. Nga cũng thông báo cuộc tấn công thứ hai mà Ukraine sử dụng Atac MS vào ngày 25 tháng 10 nhằm vào một sân bay khác ở phía nam vùng Luhansk đã bị ngăn chặn với hai tên lửa bị bắn hạ. Đầu tháng 11 này, Moscow phản ứng trước việc Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ sản xuất bằng cách chỉ đạo tất cả lực lượng phòng không Nga thực hiện huấn luyện diễn tập mô phỏng để bắn hạ chúng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!